là một trong những xã vùng cao của tỉnh Nghệ An. Mường Lống nằm trong thung lũng trên đỉnh núi có độ cao khoảng 1.485m so với mực nước biển, thuộc dãy Trường Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chính sự khó khăn về điều kiện đường xá và cơ sở hạ tầng đó đã khiến việc được đến trường của những đứa trẻ vùng cao càng trở nên khó khăn hơn. Thấu hiểu điều đó, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã kêu gọi sự ủng hộ để xây dựng một điểm trường tại bản Tham Hang để các em trong độ tuổi học sinh ở đây được đến trường như bao trẻ em khác. Sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng với tổng giá trị 320 triệu đồng, điểm trường bản Tham Hang đã được khánh thành với hy vọng tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn, tri thức và tầm vóc của các em nhỏ vùng cao. Hôm nay thì rất vinh dự là trường bản Tham Hang được sự quan tâm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và đồng hành cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã tài trợ cho bản một cái nhà ba gian. Cả bốn chương trình mong chương trình quan tâm hơn nữa về cái công tác giáo dục của những vùng sâu vùng xa như thế này. Con rất thích ngôi trường mới, con cảm ơn các cô các chú Ngân hàng Bắc Á đã xây dựng lớp học và mang sách vở cho chúng con. Chúng con hứa sẽ chăm ngoan học giỏi, nghe lời thầy cô giáo. Không chỉ mang lại cho các em học sinh trong bản một ngôi trường kiên cố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngân hàng Bắc Á trong 2 tuần đã quyên góp, ủng hộ chi phí mua sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền 40 triệu đồng quyên góp được dùng để mua 37 phần quà. Mỗi phần quà gồm chăn, áo ấm, một bộ sách giáo khoa, một bộ dụng cụ học tập. Ngoài ra, các em học sinh còn được các anh chị đoàn viên Ngân hàng Bắc Á xây dựng một tủ sách với các sách, truyện yêu thích, phù hợp với lứa tuổi, giúp các em có thể trau dồi và tích lũy thêm kiến thức. Với sự đồng hành của Quỹ Tâm Vóc Việt và của toàn thể cán bộ nhân viên của Ngân hàng Bắc Á, chúng tôi đã quyên góp, vận động quyên góp và tôi đã tập trung cho xây dựng cái điểm trường tại bản Tham Hang, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, địa bàn rất là xa xôi và các em gặp nhiều rất nhiều khó khăn. Điểm trường bản Tham Hang ở Mường Lống là công trình trường học thứ hai được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt xây dựng trong năm 2017. Đây là công trình được kết hợp giữa Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á cùng nhau xây dựng. Các anh chị đoàn viên của Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bắc Á đã rất là nỗ lực và thông qua rất là nhiều nguồn trong một khoảng thời gian dài để kêu gọi gây quỹ để xây dựng mái trường này. Truyền thống tương thân tương ái, yêu thương và chia sẻ hướng về cộng đồng là một trong những điểm nhấn xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đã được các đoàn viên thanh niên gửi gắm trong việc xây dựng và chăm sóc các em học sinh tại điểm trường Tham Hang. Điểm trường là một trong những thành quả ý nghĩa đầu tiên mà Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bắc Á với sự đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt gây dựng được. Để rồi từ đây, những mầm non của đất nước lại được chăm sóc, vun trồng, tạo dựng tương lai tri thức và tầm vóc cho nước nhà. Niềm vui, hạnh phúc của các em sẽ được bồi đắp thêm từng ngày trong từng lớp học, qua từng bài giảng với bảng đen, phấn trắng và lời chỉ bảo ân cần của thầy cô. Chờ đón đàn em.